Trong số các ca mắc mới vào ngày hôm qua thì 6 ca mắc ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 3 bệnh nhân người nước ngoài, một người mang quốc tịch Brazil và hai người mang quốc tịch Nam Phi. Có hai du học sinh Việt Nam tại Anh, một ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, một ở quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. Cả hai đều từ Anh nhập cảnh về sân bay quốc tế Nội Bài thành phố Hà Nội vào ngày 20 tháng 3 vừa qua trên chuyến bay mang số hiệu VN0054. Có 3 bệnh nhân, 2 người ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một người ở quận Long Biên, Hà Nội, cả ba đều là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại ga nhập cảnh về nội bài vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay SU-290. Một bệnh nhân 10 tuổi ở quận Thạch Thất, Hà Nội là du khách nước ngoài, nhập cảnh về nội bài vào ngày 18 tháng 3 trên chuyến bay SU-290. Đáng chú ý là bệnh nhân số 133-66 tuổi có địa chỉ ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3, bệnh nhân có đến bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều trị. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2020, bà trở về nhà, bắt đầu sốt và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu để làm xét nghiệm. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 thì mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm và sau đó là cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.